Con chỉ nói một lần thôi nha. Ừ. Không nói lần thứ hai đó. Ừ. Thằng Kiệt bị phá sản rồi. Hả? Thằng Kiệt chồng con Hân hả? Dạ. Để coi từ nay mẹ vợ con á có còn lên mặt lên mày với mẹ được nữa không nha. Mày nói cái gì? Thằng Kiệt phá sản hả? Ui da. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần, từ ngày 7 tháng 5 trên kênh HTV2.